Bí kíp tuyệt học THOL dành cho Zinger đích thực. Kỹ thuật tập luyện, kiến thức cơ bản, nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng văn hóa gym, vì chất lý thể hình phục vụ cuộc sống. Thể hình online school. Rồi, xin chào các bạn, quay trở lại với chương trình THOL School. Duy Nguyễn và Văn Trinh xin kính chào các bạn. Thì hồi nãy chúng ta đã cùng đi qua một cái tàu vệ tinh, hộ vệ tên lửa, lớp gì đó quên rồi. À, lớp Back Hyper Extension. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một cái hộ vệ tên lửa cho tàu sân bay. Nó khó hơn ở cái bài hồi nãy. Nó khó hơn tại sao? Tại vì nó mang cái độ phi quay, tức là tầm hoạt động nó xa nhiều hơn, tên lửa nó bắn rộng hơn các bạn. Nghe không? Thì ở cái bài tập này là một cái bài tập mà cũng rất là quan trọng. Cái về mặt cái cơ chế, những cái nhóm cơ, về mặt lợi ích, về mặt tác động, nó y chang như cái bài Back Hyper Extension lúc nãy. Nhưng mà game lúc này khó hơn rồi. Tàu chúng ta đang đi vào vùng băng giá. Trước giờ mới tập bài này bao giờ chưa? Chưa đúng không? Giờ cây này lên sao ta? Cái cây này lên là cả vấn đề các bạn. Ví dụ có BT dễ lắm. BT là gì? Cu ly bằng sim. Đứng vô đi em anh lên cho. Rồi dán tóc bằng bên nào. Đó rồi. Cầm vô. Đúng rồi. Đó có BT nó sướng lắm mà. Rồi tóc. Đứng thẳng đúng. Đứng thẳng rồi, đúng rồi. Rồi. Ok. Đúng rồi hả? Đó. Tức là tại sao cái mông đưa làm sao ta? Cứ tập đi em, cứ tập đi. Chuẩn rồi đó. Đó, ok. Rồi xuống. Đó, BT xuống chưa? Bây giờ giả sử như cái cây này nằm lên cổ em chừng 15 giây chịu nổi không? Nằm lên cổ đây. Ừ. Rồi, tôi thấy hấp nhất đúng không? Rồi, lại nha. Nhưng không có BT thì sao? Tự mình làm thôi, tập đi em. Rồi, tập đi. Đó, vấn đề nằm ở đây. Vấn đề nằm ở đây đây. Vấn đề nằm ở đây đây. Bà giỡn hả bà? Tức là em không được giỡn, đúng không? Cái cây này là cây minh họa, khối lượng nó sẽ nhẹ, em giỡn cái đó được. Nhưng mà khi em tập chính cái cây phải là cây dày. Cây này có 15 pound thôi. 15 pound khoảng tầm 7 kg hết cỡ. Nhưng mà khi tập cây mười mấy kg thì sao? Còn những cái phòng tạ mà không có cái cây này hả? Em phải tập cây Olympic 20 kg bằng nó chết luôn. Nghe không ạ? Bởi vậy các anh chị em đầu tư phòng gym á, thì anh Duy có thể là chia sẻ ít kinh nghiệm. Cái bộ để không có nhiêu tiền hết. Đó. Các anh chị em nên trang bị cái bộ tạ Fitness Bar này. Fitness Bar đó, để cho những bạn mới tập gym có thể tiếp cận được những cái tàu hộ vệ tên lửa. Lớp này lớp gì? Lớp Good Morning. Đúng không? Cái bài tập này có tên là Good Morning. Tên là chào buổi sáng thôi. Tại vì á, mình chào nhỏ gặp lớn lại chào được hôm đầu rồi đó. Thì người ta lấy ý tưởng của bài này, của cái việc hành động chào buổi sáng, Good Morning, để người ta làm đặt tên cho cái bài tập này. Bài tập nó có tên là Good Morning nha. Vấn đề lên cái này rất là khó. Bởi vậy khi mà tập cái cây này nên có một ai đó đỡ cho cây này chắc cú. Còn không á thì em phải lên bài bản như vậy nè, em không có giỡn được em. Đúng không? Đang nằm ở đây đúng không? Em phải đo ở đây. Em lên này. Em lên này, em đẩy lên về, xong em xuống về em mới gặp được. Em hiểu chưa? Nó kết hợp rất nhiều động tác. Đầu tiên là động tác deadlift. Đúng không? Động tác deadlift
và động tác đẩy vai là shoulder press. Đó, đẩy lên vậy. Xong em tập xong á, giả sử em tập xong rồi em mệt rồi là cũng rất là căng chứ phải giỡn. Tao giờ sao đây, cái cây nằm trên lưng nè, quăng nó ra vậy hả? Chắc chắn không được rồi, đúng không? Lúc này em phải nhúng thêm cái nữa, em đẩy nó ngược xuống lên vậy, xong em hạ xuống vậy, em trả về vị trí cũ, em đếp đếp xuống vậy, đúng không? Nó cả một cái process, nó cả một cái quy trình đó, không phải đơn giản đâu. Em lên bừa cái đó nó gãy tay chết sao? À, phải tập qua. Thấy chưa, thấy phụ nữ tập gym thấy nó vướng vướng víu víu chưa? Rồi vô. Ủa anh đang hướng dẫn các bạn tại sao đưa mông ra phía sau chưa? Rồi bây giờ các camera chú ý. Ở động tác đứng thẳng, tôi thấy số 1. Rồi, đứng thẳng đúng không? Trọng tâm tạ lúc này sao? Từ đây chỉ xuống. Tức là trọng tâm tạ nó chỉ sẵn gót chân bạn á. Đúng chưa? Là cái tạ nằm ở đây nha, bạn nhìn vị trí của anh Duy nè. Rồi anh gặp xuống đi. Bạn thấy cái tạ nó chạy chưa? Đúng không? Bạn thấy cái tạ nó chạy ra sau đằng trước đúng không? Cái tạ nó chạy ra trước một khoảng bao nhiêu thì cái mông bạn đưa ra đằng sau một khoảng tương ứng gần như bấy nhiêu. Đây, anh đang đứng để minh họa cho bạn thấy vị trí của cái của anh so với cái tạ này. Tạ là trọng tâm chỉ thẳng xuống. Còn hồi nãy á, cái mông của Trinh nó chỉ thẳng vô cái gót chân đúng không? Nhưng bây giờ á, mông nó nằm ở vị trí này, có phải là nó lùi ra sau một khúc không? Cái yếu tố này rất là quan trọng nha bạn. Còn nếu giả sử như em không đưa mông đằng sau, em ráng gượng đi. Em ráng đưa về trước đi, đưa hết được luôn rồi. Nó quen thế rồi bạn ơi, dụ như có phải bạn tập sai, bạn sẽ không đưa mông đằng sau được. Bạn đưa đằng trước vậy nè, thì lúc này cái chỗ này nè, cái chỗ này nó gồng lực nè, nó gồng lực mấy ống xương trong đây nè, nó đi du lịch đó nha. Nên cái tư thế là thế đúng, cần phải cân bằng trọng lực. Khi mình tập free weight là cái vấn đề cân bằng trọng lực rất là quan trọng, đó là cái khó của free weight. Ok, xem ra cái cách này cũng được các em ha. Tạ dưới 20kg lên xuống bình thường đúng không? Bây giờ em cục này là 15 pound. Lấy cây nặng hơn giùm anh đi mấy em. Lên độ khó từ từ để coi cái khả năng chịu đựng của bạn học viên này như thế nào. Thì các bạn làm BT các bạn cần phải hiểu được khả năng chịu đựng của học viên như thế nào để mình khai thác cho nó hiệu quả. Cái hệ năng lượng bây giờ nó bào mòn nữa rồi đó. ATP nó đang tụt giảm. Rồi, xin giới thiệu cho các bạn, cây này là cây barbell. Đúng không? Barbell này là một trong những cái thiết bị mà nó giúp cho chúng ta có một sự tập luyện nhanh lẹ, không phải rắp tạ. Và xin thông báo với các bạn là phòng THL Gym Center bên trụ sở Bình Tân á, thì cái barbell rất là nhiều. Rất là nhiều, và đây là một trong những điểm thế mạnh của trung tâm chúng tôi. Thì cây này nó sẽ nặng hơn cây hồi nãy. Thì tập thế nào? Em tập đi. Giả sử như không có BT, không có BT lên tạ cho em tập đi. Cái tóc này, rồi. Đúng rồi. Quan trọng là cái tác động động tác này. Bắp chân, đùi sau, có hông ở đây, cơ mông, cơ lưng dưới. Rồi nhớ cho anh, cái đó cơ đó. Đừng có tưởng là nó chỉ ăn mặt sau thôi, nó ăn mặt bên hông nữa nè bạn. Cơ hông ở đây nè. Đó, bạn thấy sự chuyển động không? Anh thấy co gì giãn ở đây rồi nè. Đó, thấy không? Cơ hông. Bởi vậy, đối với phụ nữ, cơ hông nó rất là quan trọng. Do đó, mình chọn những bài nào để cho nó ảnh hưởng trực tiếp tới nhan sắc của chúng ta. Chứ ta không tay chạy dột, chọn bài nào cũng trai làm gì cả. Có phải chưa? Còn nhẹ quá, nhưng mà cái động tác xuống nãy em không ổn. Hồi nãy em xuống, ví dụ ra tới đây là ok rồi. Nhưng mà từ đây xuống nè, cái chân em đang vậy đúng không? Em trở về thế số 1 cho anh. Đúng không? Rồi em hạ xuống cho nó dính vô đùi. Chứ không có xuống vừa hạ vừa xuống vậy. Đó, đang vậy. Nói gì tạ đồ chơi rồi. Hạ xuống cái đùi. Rồi từ đùi mới xuống mà tư thế đánh lép. Đưa mông làm sao, xuống từ từ. Tiếp kêu lớn hơn em. 40 bao đi. À, Duy Nguyễn xin lưu ý với các anh chị em rằng bạn Trinh đã có thâm niên 1 năm để tập rồi. Thì những cái động tác này nó đơn giản. Giống như là bạn Trinh có thể xuống tạ sai mà không chết. Tại vì khối lượng quá nhẹ so với bạn Trinh. Nhưng mà các chị em mới tập vui lòng cẩn thận làm theo từng bước của Duy hướng dẫn lúc nãy. Để vì một sự an toàn chung. Các bạn tập sai rất nguy hiểm.
Nhiều khi các bạn rớt tạ bỏng chết, thằng kế bên đang gọn chuột vậy nè, rớt vô cái đầu của nó một cái tụi em sạch sọ bạn. Rồi đây 45 bao hả? 45 bao thì xem ra hơi phê phê rồi đó. 45 bao là 20kg sẽ bằng cây này nha các bạn. Không, cây này em lên thấy là nặng rồi đó. Đó 20kg là bằng cây này. Cây này em tập xong mà thấy đuối đuối rồi đó, anh là ông trai tập tạo lâu nữa. Đúng không? Đúng không? Chân đứng động đứng hẹp tùy bạn không sao cả. Đó, anh là ông trai mình tập cây này thấy men men rồi đó. Anh thấy là nó phê phê rồi đó. À, xuống thấp, thấp cỡ nào, không quá vậy. Không có vậy nha bạn. Anh thấy có một số chị em phụ nữ á, dẻo, anh đồng ý bạn dẻo thật. Nhưng mà bạn xuống quá sâu là vi phạm nguyên tắc an toàn. Không nên, xuống xong thôi, yếu yếu xuống vậy cũng được nữa. Chả sao vậy. Đó. Miễn kem tập là cái gì? Mông, đùi sau. Mông, đùi sau. Đó là hai cơ ảnh hưởng nhiều nhất. Cơ tiếp theo là cơ hông và cơ bắp chân, cơ lưng dưới. Nhớ bài này nên lưu ý tập chính là mông, đùi sau, cơ lưng luôn là một cái cơ phục vụ thôi nha các bạn. Tại sao như nói vậy? Tại giả sử như bạn tập cơ lưng chính thì đôi khi bạn mất kiểm soát, cái lưng nó lên một cách mạnh quá và không ngờ tới nó chấn thương luôn, tập về đau lưng là xong. Không, gặp xong rồi sao 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 xuống đây. Sao xuống giờ? Không, phải nhúng một cái, nhúng một chi. Để có động năng mà, nguyên tắc vật lý nó quan trọng. Chứ giờ tôi bằng lên thì chi cho khổ vậy. Ở lên được nó ai khen bằng đâu. Bằng trật tay bằng chết bằng chửi nữa. Đó, lên. 1 2 3. Đó làm nhanh đó không? Nhưng mà anh thấy đã này hơi khó khó so với chân chinh rồi đó. Không biết chân chinh làm được không? Chúng ta cổ vũ đi bạn ơi. Cố lên em. Dù sao em cũng chưa mua bảo hiểm ở BT. Nói không? Tóc dài khổ rồi. Cái gì vậy? Trước mặt em nè. Trước mặt em có tóc hả? Rồi ok. Còn mang kim luôn bắt cắt nữa, mất mặt BD luôn. Đó. Có phê phê rồi đó không? Bạn thấy không? Khi mà tạ nặng, vân trinh sẽ không còn xuống sâu như nãy nữa. Tự nhiên cơ phải mà nó chạy vào bạn. Tạ nặng không ai dám xuống sâu hết á. Xuống về là ok, đủ rồi đó. Bạn để cái góc người nè. 1, 1, 90 độ, ok. Làm lại cái nữa nha. 1, 1, 90 độ, tức là góc người là góc giữa thân trên và thân dưới tạo thành góc 90 độ là đẹp nhất. Rồi, thả vô đùi, sốt, đúng rồi. Con gái khi tập những cái này thôi đó là ba men rồi, là rất men. Bạn đừng có nghĩ nó dễ, nó không hề dễ đâu các bạn. Nó đôi khi nó còn khó hơn một tập nặng. Bạn tập một tạ nặng, bạn tập gọi là hổ báo cáo chồn, xong rồi thả cái đùng ra phòng nó khác hoàn toàn so với việc cái độ khó của bạn, của lên tạ và xuống tạ chỗ này. Nó luyện cho bạn được cái kỹ năng thăng bằng, nó luyện được cho bạn độ nhanh, nó luyện cho bạn kỹ năng xử lý tình huống, và quan trọng hơn nó phù hợp với bạn. Cái nó phù hợp với bạn là cái quan trọng nhất. Thế nhưng nặng nữa rồi sao ta? Giải pháp cho cách tập nặng hơn. Tôi em suy nghĩ rồi, 1, 2, 3 em suy nghĩ cho anh nặng hơn thì sao? Dám lên dám xuống cái gì nữa không? Kiếm người đỡ. Thì đương nhiên kiếm người đỡ nó làm cái gì nữa. Nhưng mà nhiều khi mấy bạn không có tiền thuê BT, rồi gặp mấy BT mấy phòng khác hổ báo cáo tròn. Có tiền thì nói chuyện, không có tiền thì nó chửi. Nên lúc đó chúng ta cái gì cũng cần phải có giải pháp. Rồi không sao cả, anh Như Nguyễn sẽ chỉ cho bạn một giải pháp. Lúc này là bạn cần phải tập trong cái khung to đó. Bắt buộc lúc này bạn cần phải tập trong khung bo rắc. Để chi? Để bạn lên tạ và xuống tạ, nó giải quyết cho bạn chỗ đó nha. Tất nhiên không nên là lúc nào cũng lợi dụng cái khung bo rắc làm gì cả. Tạ hôi lông đừng vô đó mất công. Đã gọi là gì? Power. Power. Power là gì? Là sức mạnh. Rắc là gì? Rắc là cái khung an toàn. Còn tạ nhỏ nhỏ bạn chơi ở ngoài, bạn chơi ở ngoài á, bạn sẽ có một cái level freeway rất là cao. Khả năng nhún nhảy, khả năng nhanh, khả năng nhảy bén, khả năng xử lý tình huống, khả năng di chuyển người. Cái đó là cái mà anh thấy các bạn rất yếu. Các bạn tập freeway nhưng mà các bạn không biết khai thác freeway. Các bạn chỉ tối ngày bạn đu vô tập nặng để rồi cơ thể mất kiểm soát, dẫn tới chấn thương, dẫn tới không hiệu quả gì cả. Một bạn nữ vô phòng gym tập, ngày trước tập 80kg, tập thời gian sau thấy mạnh hơn, lên 85kg. Như vậy bạn tập được cái gì?
em tập được cái gì? Sức mạnh. Nhưng mà ngoài đời tối ngủ một mình, chủ nhật đi, chủ nhật là lễ, chả mà thằng rủ đi hết. Cái đó trời đất ơi, ngày xưa em nhìn ghê ghê, bây giờ em tập tạ nhìn còn ghê hơn. Là đúng hay sai? Mà đường các bạn đang đi vậy đúng hay sai? Phụ nữ là gì? Ngực nở eo thon phân mỹ nữ. Sức mạnh không ai cần hết. Sức mạnh mà xấu không cần, sức mạnh mà đẹp mới cần. Đó, ấy anh Duy hướng dẫn các bạn cái gì? Muốn các bạn là bạn phải có được hết tất cả những yếu tố đó, xã hội nó mới cần bạn. Bạn đi xin việc làm cũng dễ nữa, đúng không? Giờ bạn sồ sề quá, đi xin việc làm, xin làm cái gì bây giờ? Nó khó. Anh là nhà tuyển dụng, anh tuyển dụng 4 năm nay rồi. Anh phỏng vấn rất nhiều hồ sơ. Anh làm việc với rất là nhiều người. Nên đó là kinh nghiệm thực tế của anh, chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ, để sau này các bạn tập luyện, đừng đi sai đường. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với giải pháp nặng hơn thì sao? Bao rắc. Rồi mời các bạn, giờ đô có bao rắc, hệ thống đèn để nguyên, quay chơi thôi, quay ánh sáng tối không sao cả. À, chào các bạn, bây giờ là đoàn chúng tôi đã quá cảnh đến một cái sân bay nhỏ là khung bao rắc màu vàng đây. Thì khung này chuyên để tập squat. Thì bây giờ chúng ta lợi dụng đặc điểm khung này là có cái giá đỡ tạ. Để chi? Để chúng ta tập này good morning với tạ nặng. Anh xin lưu ý với các bạn, hồi nãy á thì là Vân Trinh tập cũng là 45 pound, cây này cũng là 45 pound, nhưng anh chắc chắn với bạn rằng cây này tập nó ép phê nhiều hơn và nó khó hơn cây kia rất là nhiều. Do đó lý do anh không cho Vân Trinh lên tạ, tại vì cây này nó dài vậy. Nó dài thì mà kiểm soát cây nó sẽ khó, kiểm soát cây nó khó, dẫn độ khó của em nó nặng hơn, tập về lý thuyết sẽ hiệu quả hơn. Bởi vậy mấy anh chị em khi tập cây nhỏ vậy tưởng mình tập nặng là qua đây tập nặng cũng được là không đúng nha. Cẩn thận. Rồi vô bắt đầu đi em. Em dùng tư thế của squat lên tạ và ra chút cũng vậy. Tư thế của squat cách tập good morning. Có cái cây này nữa nè, để cho an toàn, để gặp xuống mà nó nặng quá, nó chúi đầu xuống dưới có cây đỡ không chết bạn. Thì anh sẽ hướng dẫn các bạn từ cơ bản tới nâng cao, dành cho những bạn nào tập bài này nâng cao luôn, chứ mấy bạn mới tập chắc chắn tập nổi một bài đâu. Đây là một bài vệ tinh rất quan trọng nha, một bài vệ tinh rất quan trọng cho mặt sau của cơ thể. Nếu bạn không chơi deadlift bằng tập những bài này thôi, anh Duy chắc chắn với bạn vẫn đẹp như thường đó. Nhưng mà cái anh Duy build các bạn là lên cái bài khó nhất luôn là bài deadlift, thì anh Duy phải hướng dẫn các bạn đi từ những cái vệ tinh căn bản nhất. Good. Còn nếu mà nhẹ quá lên tạ, nhẹ quá lên tạ vậy thôi, rất đơn giản nha các em. Sao bài này feel không? Anh lên tạ đi. Muốn show cho bạn coi sức mạnh nữa không? Có cần đeo đai không? Không. Không cần đeo đai nữa không? Rồi ok. Lên cho bạn miếng tạ 5kg bên nữa đi. Nhưng mà các bạn nói nè, tập nặng thì các bạn sẽ thích. Các bạn up video sẽ nhiều like. Nhưng mà các bạn nên quan tâm là mình có tập được hay không, mình có tập đúng hay không, và mình tập để làm cái gì, thì cái đó nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều so với cái lượt follow và được like ảo trên Facebook của các bạn nha. Tại sao như nó vậy? Tại vì bản thân anh Duy cũng rất là nhiều người follow, nhưng mà cái giá trị của sự follow nó khác do với số lượng của sự follow các bạn. Đôi khi nó phiền các bạn ơi, phiền lắm, nhất là đối với một cô gái rất là phiền. Bắt đầu em. Bài này BT cũng đỡ bạn tại vì an toàn quá rồi. 2, chậm rãi thôi, chắc chắn. Đầu phải tập trung. Tập trung. Chính cái sự tập trung nó mang cho các bạn sự thành công. Nhưng mà bài này mang một lỗi rồi. Rồi
tập nặng còn tập nhiều. Rồi, con gái 10 cái là đẹp. Đúng rồi. Không chốt tạ nè. Không chốt tạ, em nghĩ sao tạ bên đây nó văng ra đây. Rồi tạ bên đây nằm đây, có phải là nghiêng tạ đổ không? Nên các bạn cẩn thận nha. Mệt các bạn, mệt chứ. Alpha Amino phục hồi đi em. Bởi cái giá trị của sự Alpha Amino trong tập là đây chi. Re-up cái gì gọi là mình tái tạo lại cái nguồn năng lượng ATP cho nó nhanh. Buổi tập các bạn chất lượng là có đủ nhanh, chứ không phải bằng tập đã đợi bằng ra bằng kia bằng ngồi bằng nhắn tin hết 5 phút ngồi cơ nghe. Rồi anh nghĩ là với cái khối lượng kiến thức mà anh truyền tải trong bài này cùng với một sự hướng dẫn minh họa nhiệt tình của bạn Vân Trinh thì đủ để chúng ta khép lại video này rồi phải không các bạn ạ? Em thấy còn điều gì cần chia sẻ với các bạn không? Theo kinh nghiệm cảm nhận của em nãy giờ đối với một cô gái đến bài này, anh Duy chia sẻ chỉ chiêu và đủ chưa? Theo em thấy thôi nha, ừ, là có nhiều bạn á, tập nhẹ thì nó là không cảm nhận được cơ. Nhưng mà em thấy nhiều bạn tập nhẹ nhưng mà tập sai nên không nhận được cơ. Cái bạn cứ lên tạ rồi cái xong rồi cứ tập nặng rồi chấn thương luôn. Cái gì cũng vậy các em, nó phải đi tuyển bước đi căn bản. Em muốn học giỏi tiếng Anh từ vựng mới biết. Em nói câu cho nó ngắn trước rồi đã. Nói được tốt câu ngắn rồi mình chuyển qua câu dài. Chuyển qua được câu dài mới chuyển qua được đoạn văn. Còn cái bây giờ các bạn tập nhẹ, anh đồng ý với các bạn tập quá nhẹ so với sức cơ không cảm giác. Nhưng mà tôi đang tập nhẹ mà tập sai nữa thì tôi nên tạo làm cái gì? Nói một câu còn ngọng lên ngọng xuống, làm sao nói hai câu, đúng không? Cái triết lý chỉ rõ ràng vậy thôi. Thì bản thân chúng ta gặp các bạn tập sai thì chúng ta lại hướng dẫn các bạn tập cho nó tận tình cho các bạn để hiểu được các bạn tập đúng. Và tập đúng là bạn muốn lên tạ như bạn đó, đúng không? Lên sao miễn tập 10 cái đẹp form là ok. Còn bây giờ 10 cái không đẹp form được nói chuyện. Anh Duy quan điểm rất rõ ràng như nói cái gì cũng phải có cái tính chất mà để mình biết được cái nào là thành công và cái nào là cái cần phải khắc phục, cần phải cải thiện, đúng không? Tập như vậy 10 cái đẹp form ok, không sao lỗi nào cả, muốn lên đưa lên. Còn tập 10 cái mà quẹo bên này quẹo bên kia là cái sức bạn nó yếu rồi. Yếu thì phải coi là mình yếu cho đâu, do thể lực của mình hay là mình có một sự chuẩn bị trong buổi tập không tốt, hay là mình đang bị sai ở cái chỗ nào, có thể sai hít thở, có thể sai cảm nhận cơ, có thể sai những nguyên tắc khác. Thở cái gì vậy? Rồi, video xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng là cái video vệ tinh này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn nó toàn diện hơn, cái nhìn nó trung thực hơn ở bài tập Good Morning, một trong những bài vệ tinh rất quan trọng để đi đến bài deadlift. Đi đến bài deadlift nha các bạn. Xin thân ái kính chào các bạn. Và sau đây phút chúng tôi sẽ đi qua bài vệ tinh thứ ba. Một tàu sân bay nó cần ít nhất là 5 tàu vệ tinh mà nha. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.